con đường nhân sinh. Tập 5. Thầy Cao à, ý tưởng của thầy đều rất tốt. Nhưng tiền, trên huyện không có, trong thôn cũng không có, trường của chúng ta càng không có tiền. Thầy xem, học phí nhận được chính là mấy thứ này, chỉ bấy nhiêu, còn có người nợ phí nữa. Cái em Lương Mãn Đồn ấy đã liên tiếp hai học kỳ không nộp một cây ngô nào rồi. Hay là chúng ta bán mấy thứ này đi đổi lấy tiền. Những thứ này đều là đặc sản ở địa phương, nhà nào cũng không lạ gì, ai thèm mua chứ. Cho dù có người mua thì có thể bán được mấy đồng. Được rồi, đến giờ rồi, nên đi dạy thể dục rồi. Các em học sinh đến chỗ thầy tập hợp. Tất cả đến đây. Các em, hôm nay ba lớp chúng ta tập hợp cùng nhau học môn thể dục. Môn thể dục có thể giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, tập trung tinh thần hơn vào việc học tập. Các em thích học môn thể thao nào đây? Bọn em muốn học chơi bóng rổ. Bóng rổ. Bọn em muốn học chơi bóng bàn. Bọn em muốn học chơi bóng chuyền. Bóng bàn. Bóng chuyền. Những dụng cụ này bây giờ chúng ta vẫn chưa có. Thế này, ngày mai thầy sẽ lên thị trấn một buổi, giúp các em mua bóng rổ, bóng bàn. Về đây hết, thầy bảo đảm với các em, tuần sau nhất định sẽ lắp bàn đánh bóng bàn, trụ bóng rổ cho các em. Có được không? Được ạ. Vậy hôm nay chúng ta tập gì đây nhỉ? Không biết ạ, không biết ạ. Thế này đi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tập môn thể thao mà lúc nhỏ thầy tập. Những môn này không cần dụng cụ, cũng không cần sân tập. Hơn nữa các em chỉ cần học là biết ngay. Đó là gì vậy ạ? Đi theo thầy. Xảo chân. Anh Gia Lâm, sao anh lại nhớ ra tìm em vậy? Cả thôn chỉ mỗi em có máy cày, anh không tìm em thì tìm ai? Thế nếu không dùng đến máy cày nhà em thì anh không tìm em nữa à? Anh không có chuyện thì tìm em làm gì? Sao lại dừng rồi? Xe lại hỏng rồi à? Không hỏng. Thế sao lại dừng? Anh hỏng đấy. Anh hỏng gì vậy? Anh tự nghĩ đi. Sao anh lại hỏng vậy? Anh. Đài phát thanh nhân dân huyện Khoan Châu bây giờ xin được phát sóng dự báo thời tiết. Theo dự báo của trạm khí tượng huyện Khoan Châu, hôm nay trời quang, không có mưa, nhiệt độ khoảng 24 độ. Thích hợp để phơi lương thực, phơi táo đỏ, phơi chăn, buổi tối trời se lạnh, các thôn chú ý giữ ấm vào mùa thu. Sau đây là thời gian tập thể dục theo đài. Cậu xem, Á Bình, loa phát thanh 4 chiều.
Tôi vừa từ Quảng Châu về, mua từ chỗ bạn tôi đấy. Huyện chúng ta chỉ có một chiếc này thôi, cho cậu đấy. Thật à? Cái này bao nhiêu tiền thế? Chỉ cần cậu thích, bao nhiêu tiền cũng đáng. Vừa nãy cậu cứ vinh vang đi vào như thế à? Cũng không sợ người khác nói xấu sao? Có thể nói được gì chứ? Cái này là tôi tự bỏ tiền túi mua, sợ gì chứ? Tự cậu bỏ tiền mua vậy tự giữ lại mà dùng. Tặng tôi làm gì chứ? Cái này là tôi đặc biệt mua riêng cho cậu mà. Thích không? Không thích. Vậy tôi mang đi đây. Cậu mau đi đi, đi mau, đi mau, đi mau, được. Không biết dùng thì hỏi tôi, đi nhé, cậu mau đi đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khởi động tay chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Cao Gia Lâm à, đơn xin cấp kinh phí của cậu cứ để tạm ở chỗ tôi. Có cơ hội tôi sẽ chuyển lên trên. Nhưng tôi nói với cậu này rất khó phê duyệt. Không phải có tiền mà không đưa cậu. Cậu cũng biết đấy, ngân sách giáo dục của huyện chúng ta luôn khá căng thẳng. Năm nay, vì thực hiện chính sách mỗi thôn đều có trường tiểu học, mà lại xây thêm hai trường tiểu học mới ở khe núi Tề Gia và trấn Mạnh Hà. Kinh phí đã vượt ngân sách trầm trọng rồi. Thật sự không còn một đồng nào nữa. Túi quần còn trắng hơn cả mặt. Hết cách rồi, trưởng ban Mã à. Thật ra, trường chúng tôi thật sự đã đến mức không sửa chữa thì không được rồi. Vôi trên tường đã bị chóc lỗ cả gạch ra rồi. Khi học chỉ cần lớn tiếng một chút, bụi liền rơi xuống liên tục. Nếu gạch rơi xuống thì rất nguy hiểm cho học sinh. Tôi hiểu mà. Tôi rất hiểu tình hình này. Không chỉ riêng trường các cậu, trường khác cũng đã sớm báo lại rồi. Tôi cũng đã thúc giục, nhưng đều không được phê chuẩn. Cục trưởng Triệu, đợi tôi với. Gia Lâm, cứ thế trước đã. Cục trưởng Triệu đợi tôi với. Cục trưởng Triệu đợi tôi với. Cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu. Khắc Nam, Gia Lâm, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi, nhớ cậu chết mất. Nghe nói cậu làm giáo viên hợp đồng đúng rồi. Đúng vậy, đi, đi đến chỗ tôi ngồi mau, mau. Sau này không có việc gì thì cứ đến chỗ tôi ngồi chơi. Xảo Chân, em làm sao thế? Mấy thứ này gì hai của em không nhận? Nói đều là hàng địa phương, không bán được, không ai mua. Ý gì thế? Muốn mua ít dụng cụ thể thao cho trường học, còn muốn mua ít vữa chát tường để sửa lại trường học. Tôi tàn quá rồi. Nhưng số đặc sản địa phương này không bán được, không đổi được tiền. Tôi xem thử nhé. Hạch đào, táo đỏ, cà tím, khổ qua, Gia Lâm, xe đồ này, cậu định bán bao nhiêu? Chủ yếu là tôi muốn mua ít vữa chát tường cho trường học, khoảng 15 bao. Sau đó mua bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn gì đó, rồi mua ít sách giáo khoa cho học sinh. Cậu xem khoảng bao nhiêu tiền? Bóng rổ thì không cần mua, tôi tặng cậu. Vữa chát tường, 1 bao 5 tệ, 15 bao, 75 tệ. Tổng cộng thì cũng phải hơn 100 tệ đấy. Tôi chỉ mới có 50 tệ thôi. Thế này, xe đồ này của cậu tôi mua, đưa cậu 70 tệ, cậu mua. Cậu quên rồi à, vừa nói với cậu tôi làm việc ở đâu xong. Đúng rồi, hợp tác xã cung ứng tiếp thị của chúng tôi là chuyên quản lý việc thu hàng và bán hàng đấy. Cậu không tìm tôi thì tìm ai? Đúng rồi, cậu làm ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Đi, 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 đi đâu thế? Chở đồ đến hợp tác xã cho tôi. Đi theo xe tôi nhé. Đi thôi. Anh Gia Lâm, vận may của anh tốt thật. Em có biết vì sao không? Vì sao? Bởi vì anh không phải người xấu trong miệng em. Anh là người tốt. Người tốt sẽ gặp may mắn. Anh Gia Lâm là người tốt. Là người đàn ông tốt có năng lực. Được rồi, lái xe đi. Lên xe. Cao Gia Lâm, cậu làm gì thế, sáng tác à?
Viết gì thế? Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Đây là bài thơ cấp 1 mà. Cậu đang làm gì thế? Cậu sao thế? Cao Gia Lâm, cậu có đọc thơ Mông Lung bao giờ chưa? Thích ai thế? Tôi nói cậu nghe, tôi cũng không ngủ được. Nào, để tôi nói cậu nghe về thơ Mông Lung này. Tôi nói cậu nghe, dạo này, tôi đang nghĩ về mối quan hệ giữa bố cục chính và ngữ cảnh đương đại của thể loại thơ Mông Lung. Tôi nói. Được rồi, nào, mấy người qua đây đi. Dựng bàn bóng bàn này lên đi. Nào. Nào, cùng nhau nhé. 1, 2. Nào, đệm lên tí. Đây rồi. Mãn Đồn, thích thầy Cao của các em không? Thích chứ. Thằng bé này, không phải thấy thầy Cao các em ở đây mới nói thế chứ? Không có đâu. Thầy Cao của bọn em hiền lắm, không mắng ai bao giờ. Đã thế còn dạy cho bọn em rất nhiều kiến thức ngoài sách. Mãn Đồn, không sớm nữa, mau về nhà đi. Trường tiểu học Mã Điếm. Cục bưu điện. Đi ra. Tôi tìm cô ấy. Ký túc xá, đây là ký túc xá nữ. Nam không được vào. Không biết quy tắc à? Tôi tìm người. Tìm ai? Trần Tú Lễ, khoa xã hội học. Có chuyện gì? Tôi đưa đồ cho cô ấy. Đợi tí. Trần Tú Lễ. Cậu tìm tôi hả? Không cần trả vội thế. Giờ cậu có tiền rồi hả? Có rồi, nhà gửi cho. Thế được rồi. Vậy cậu trả tiền tôi rồi. Tháng này cậu còn phiếu cơm không? Có mà. Cảm ơn. Không có gì. Đúng rồi. Quán ăn ở Thượng Hải đắt lắm. Cậu vẫn nên hạn chế ăn quán thôi. Nếu sau này cậu không có tiền trả, tôi không có tiền cho vay đâu. Ừ, tôi sẽ tiết kiệm. Hẹn gặp lại nhé. Mọi người tập trung. Nhanh. Nhanh lên. Được rồi. Các em, bây giờ nhìn ra sau đi. Có phải trên tường có rất nhiều khung trắng không? Đúng. Trong những khung này, có tên của từng em học sinh. Bây giờ, mọi người đi tìm tên của mình. Đặt những dụng cụ làm nông trong tay các em như giỏ gặt, xe rùa, bên dưới tên của mình. Được chưa? Được ạ.
Lát nữa thầy sẽ đến kiểm tra. Thầy ơi, tên em ở đây. Tìm thấy rồi à? Mọi người qua đây. Đại Cường. Nào, 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 cô Hoa lại đây. Vương Mỹ Cầm. Được rồi. Lý Siêu, Lưỡi Liềm. Thầy cao này, không đỗ đại học thì tiếc thật. Các em, tiết ngữ văn này của chúng ta sẽ học trong sân. Bây giờ các em ngồi thẳng lên. Chúng ta sẽ đọc diễn cảm thơ cổ thật sóng giặc với thầy nhé. Bạch Cư Dị. Cỏ. Trên đồng cỏ bời bời. Trên đồng cỏ bời bời. Hàng năm úa lại tươi. Hàng năm úa lại tươi. Lửa đồng đốt không xuể. Lửa đồng đốt không xuể. Gió xuân lại sinh sôi. Gió xuân lại sinh sôi. Lương Mãn Đồn. Đồ của em đâu? Lương Mãn Đồn. Em ấy không đi học à? Không ạ. Được đấy. Bộ trưởng Hoàng, tan làm rồi à? Cục trưởng Yêu, tôi muốn hỏi cô một việc. Nghe nói cục thương nghiệp các cô mới nhập một lô xe đạp Phượng Hoàng. Sao thế muốn mua cho Á Bình một chiếc à? Không, không, không phải. Là thế này. Cán bộ chuyển nghề năm nay đã xuống rồi. Tôi mới sắp xếp cho họ xong. Có mấy người trong đó muốn mua xe đạp để tiện xuống quê. Tôi muốn hỏi thử về mặt thủ tục. Ý là chỉ tiêu ấy, còn cần nữa không? Cán bộ chuyển nghề không cần chỉ tiêu. Và lại, chuyện của Bộ trưởng Hoàng Anh còn cần chỉ tiêu gì nữa? Yên tâm, thứ hai tuần sau đi làm, tôi sẽ làm cho anh luôn. Được, thế cảm ơn nhé. Tôi đợi điện thoại của cô đấy, cứ để tôi lo. Bộ trưởng Hoàng, phải nói Á Bình nhà anh, đúng là đứa bé ngoan. Người đâu mà xinh đẹp, múa cũng đẹp, mà cũng giành tiếng phổ thông nữa. Giọng nói trên loa phát thanh hay bao nhiêu. Đã thế còn chẳng kiêu ngạo tí nào. Anh xem hôm nay thứ bảy mà nó cũng đâu ngồi không. Dọn dẹp sân vườn, giặt quần áo, phơi chăn. Chăm chỉ quá. Cục trưởng Điêu, con cô cũng khá lắm mà. Nó làm ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị thuận lợi thế còn gì. Nghe nói còn lên tới trưởng phòng phòng tiếp khách rồi đấy. Cũng tạm, cũng tạm. Nhưng vẫn không bằng Á Bình nhà anh. Bộ trưởng Hoàng, tôi nói thật với anh, tôi thật lòng thích Á Bình nhà các anh. Nếu các anh mà là người địa phương, tôi đã muốn làm thông gia với nhà anh rồi. Thế, thế thì tôi không với tới rồi. Không, không, là chúng tôi trèo cao. Chúng tôi trèo cao. Đúng rồi, Bộ trưởng Hoàng, tôi nghe nói cán bộ từ Thượng Hải các anh đến Thiểm Tây Chi Viện sẽ được sắp xếp về Thượng Hải làm việc dần từ năm nay đấy. Thật không? Chuyện này cô nghe ở đâu đấy? Bộ trưởng Hoàng, chỉ vì Á Bình, tôi đã không muốn anh đi rồi. Không đi, tôi ở đây đã quen rồi. À,
Tôi thích nơi này. Thế thì tốt quá. Bộ trưởng Hoàng, người Thượng Hải các anh có ăn cái này không? Thượng Hải chúng tôi rất hay ăn cái này, gọi là bỏng rang. Còn dùng nó làm bánh gạo. Đúng. Á Bình ăn thế thì tốt. Đây, mang hộp này cho Á Bình. Không. Tôi cho Á Bình ăn mà. Tôi tự mua được. Không sao. Đừng khách sáo. Anh đừng khách sáo với tôi. Á Bình, xem bố mua gì về cho con này. Á Bình ơi, bố, con sao thế? Thế này là sao? Cuối cùng vẫn không giấu được con. Bố bảo là không có tấm ảnh nào của mẹ mà. Tại sao bố lừa con? Bố nói là mẹ vứt bỏ chúng ta mà. Bảo con quên bà ấy đi mãi mãi. Nhưng tại sao bố còn giữ ảnh mẹ? Rốt cuộc bố mẹ sao thế? Được. Hôm nay bố sẽ nói hết cho con nghe chuyện vốn nên nói cho con. Mãn Đồn, ở đây hả? Mãn Đồn, sao mấy hôm nay không đi học? Chào anh Lương. Anh không cho Mãn Đồn đi học đúng không? Mãn Đồn là đứa học nghiêm túc nhất lớp chúng tôi. Thằng bé thích học lắm. Mãn Đồn, em nói cho bố em xem em có thích học không? Anh Lương, anh cho Mãn Đồn đi học đi. Bây giờ đất nước chúng ta cải cách mở cửa rồi. Sau này là thời đại coi trọng tri thức. Nếu bây giờ anh không cho nó đi học thì nó còn chẳng tốt nghiệp tiểu học. Sau này phải làm sao? Bây giờ đất nước chúng ta cần nhân tài có kiến thức. Chỉ có đi học mới thay đổi được số phận bây giờ của Mãn Đồn. Nếu anh làm vậy, chẳng khác nào chặn cứng tương lai của nó. Sau này thằng bé lớn sẽ trách anh. Anh Lương, anh nói gì đi chứ? Anh cho tôi biết tại sao không đồng ý cho nó đi học đi. Có phải do học phí không? Vậy tức là mẹ không hề yêu bố mà là một người khác. Nói chung thì mẹ con đã hy sinh về mặt tình cảm. Nhưng từ khi sinh con xong, mẹ con đã vui hơn rất nhiều. Từ khi con 5 tuổi, mẹ con dạy con luyện công, múa. Bố có thể cảm nhận được. Bà ấy coi con là chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cả cuộc đời bà ấy.
Thế sau đó thì sao? Sau khi bố mẹ ly hôn, bố không gặp lại bà ấy nữa. Bà ấy cũng không muốn nữa, vì danh tiếng bị ảnh hưởng nên bị kỷ luật. Sau đó bố đăng ký tham gia xây dựng Tây Bắc, dẫn con đến đây luôn. Thế bây giờ mẹ ở đâu? Nghe nói là ra nước ngoài rồi. Ngoài ra thì bố không biết. Á Bình, bây giờ bố không oán hận mẹ con chút nào nữa. Mấy năm nay đến Tây Bắc, bố cũng dần dần hiểu được không ai là dễ dàng. Có một tác giả từng nói, đường đời rất dài, nhưng chỉ có vài bước đi quan trọng. Câu này khiến bố rất xúc động. Anh Lương này, sao mà vô lý thế nhỉ? Anh ta hiểu đạo lý chứ, nông dân mà. Chỉ sống dựa vào mấy mẫu đất nhà mình thôi. Nếu cậu không hầu cho tốt mấy mẫu đất ở nhà, thì sang năm không có thu hoạch. Không có thu hoạch thì không sống nổi. Sống còn chẳng sống nổi, thì lo việc học hành thế nào nữa. Lương Mãn Đồn không có mẹ. Bố nó lại bị bệnh lao, không làm được việc nặng. Cả nhà chỉ dựa vào mình Mãn Đồn thôi. Thời gian này đang vụ mùa, bỏ lỡ thời gian này thì sang năm khó sống đấy. Qua thời gian này, có lẽ Mãn Đồn còn có thể quay lại học. Thế nó lỡ mất bao nhiêu bài vở, phải làm sao? Thế này đi, ngày mai là cuối tuần, có thời gian, tôi với cậu đến nhà họ chuyến nữa, dạy bù cho Mãn Đồn ở nhà họ. Thầy Châu, tôi cũng đi. Đi thôi. Đi đâu? Thứ bảy mà, quy tắc cũ, đến quán ăn. Ăn gì? Ăn gì? Chúng ta ăn hết quanh đây rồi. Hôm nay đi ăn đầu Tây, quán đầu Tây nhà đỏ, nổi tiếng lắm. Đi, đi thôi, đi, đi, đi. Tôi nói các cậu nghe, tôi dẫn các cậu đi ăn bánh bao chiên ngon nhất Thượng Hải. Chắc không? Nói cậu nghe, ngon lắm luôn. Thật không? Mỗi tội. Hơi đắt thế nào? Không sao, bữa này tôi bao, lần này tôi bao, được chưa? Lần sau tôi bao. Được, được. Cao Gia Lâm đâu? Cao Gia Lâm, Cao Gia Lâm đâu? Gia Lâm, sao thế? Tôi hơi đau bụng. Không phải, hồi nãy cậu còn bình thường mà. Tự dưng tôi đau bụng. Cậu có cần đi bệnh viện khám không? Không cần, không cần. Lát nữa tôi đến phòng y tế chứ. Lấy ít thuốc là được. Các cậu đi trước đi, cậu đi một mình được không? Được, được, các cậu đi trước đi. Xin lỗi nhé. Từ từ nhé, Gia Lâm. Được. Tôi yêu. Điền vào chỗ trống, thực ra là đặt câu. Điền một từ vào mỗi chỗ trống thì nó sẽ thành một câu. Nối mấy câu vào với nhau
sẽ thành một đoạn, nối vài đoạn vào với nhau, sẽ thành một bài văn, cũng tức là làm văn. Hiểu chưa? Nào, thế này nhé, thầy sẽ lấy ví dụ cho em trước. Em xem nhé. Tôi yêu mặt trời. Tôi thích mặt trời. Tôi muốn hát. Xem đi, đây là một câu, vừa đẹp vừa có chất thơ, đúng không? Thầy Cao, thầy phải để mãn đồn tự nghĩ, đừng quan tâm có đẹp không vội, nói cái gì có ích nhất, muốn nhất trước. Mãn đồn, em muốn cái gì nhất, có biết không? Biết ạ. Được, được rồi, thế em thử đi. Tôi yêu lao động. Ngu. Thầy Cao, em viết xong rồi. Em yêu lao động, em thích ngu, em muốn đóng tiền học. Ai thế? Tôi đây. Á Bình. Trương Khắc Nam ư? Tôi, sao cậu lại ở đây? Tôi, vừa khéo tôi đi ngang qua. Thì gặp thôi. Cậu lén ngắm tôi mùa hả? Không, không hề. Tôi vừa khéo đi ngang qua. Muốn nói chuyện với cậu. Nói chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Hợp tác xã cung ứng tiếp thị chúng tôi mới xây một, bây giờ đang để trống. Sàn xi măng đắp bằng phẳng lắm. Đây mà là chuyện tốt gì? Cậu có thể dùng để tập múa, phòng tập múa riêng của cậu. Thế nào? Một mình phiêu bạt trốn tha phương. Một mình phiêu bạt trốn tha phương. Cử trùng tiết đẹp nhớ người thương. Cử trùng tiết đẹp nhớ người thương. Nơi xa vẫn biết người phương ấy. Nơi xa vẫn biết người phương ấy. Thù du cầm nhớ kẻ phong xương. Thù du cầm nhớ kẻ phong xương. Rất tốt, bây giờ chúng ta phân tích từng câu một. Một mình rời khỏi quê hương, tới nơi đất khách quê người. Tiết đẹp trong cửu trùng tiết đẹp nhớ người thương. Chỉ gì nào?
chỉ Tết Trùng Dương. Đúng thế, là Tết Trùng Dương. Mỗi lần tới Tết Trùng Dương thì sẽ nhớ người thân ra diết. Chữ biết trong nơi xa vẫn biết người phương ấy. Chúng ta có thể xem nó là gì nào? Nhớ, là nhớ. Nhớ anh em của mình từ nơi xa xôi, lên nơi cao. Để làm gì? Để cầu phúc, cầu bình an. Vậy nên Thù Du cầm nhớ kẻ phong xương. Mọi người đều cài Thù Du. Thù Du này là gì? Một loại thực vật. Đúng rồi, là một loại hương thảo. Mọi người đều cài hương thảo, nhưng lúc này lại chỉ thiếu một người. Thầy ơi, không thiếu hạ, người ấy đến rồi. Mãn Đồn. Thầy ơi, em đem học phí tới đây ạ. Mary tới đây 5 ngày rồi. Xin chào, tôi tên là Cao Gia Lâm, khoa tiếng Trung. Rất vui được gặp cậu. Cậu Nhiếp Văn Thành, cậu nói tiếng gì đấy? Tiếng Anh. Tiếng Anh Thiểm Tây ư? Thảo nào nghe không hiểu. Khoa tiếng Trung à? Cao. Bạn ơi, bạn tên Cao gì ấy nhỉ? Cao Gia Lâm. Cao Gia Lâm. Mã Thiên. Anh. Tôi không nhận ra anh đấy. Anh phất lên rồi à? Không, kiếm ít tiền thôi. Nên mua một chiếc máy cày. Anh lái cả máy cày rồi, đeo cả kính râm rồi. Đúng là lên như diều gặp gió. Cũng coi như là không phí công học cấp 3, đúng không nào? Tôi thì, lúc đó tự in ít tờ rơi, đạp xe đạp, dán khắp nơi. Không ngờ có người tìm tới nhà đặt hàng thật. Hỏi ra mới biết bên cạnh có mở một quán rượu. Bảo là bí quyết ủ rượu thời Hán, bắt buộc cần vò rượu gốm sứ thời Hán. Cậu xem, là loại này. Lần này ghê gớm lắm, đặt 500 chiếc luôn. Nói là đặt hàng thời gian dài, nên tôi có việc làm rồi đấy. Không ngờ họ kinh doanh cũng khá tốt, càng ngày càng cần nhiều vò rượu. Nhà chúng tôi nung không kịp, nên bảo người trong thôn làm cùng. Lần này thì tốt rồi, nhà nào cũng dần dần xây lò nung. Cả thôn chúng tôi lập tức bắt đầu nung vò rượu cả. Thôn chúng tôi tự dưng thành thôn nung gốm. Tôi cũng tự nhiên trở thành chuyên gia đất nung. Mã Thuyên, anh thế này mới gọi là tri thức thay đổi vận mệnh. Tôi ngưỡng mộ anh. Đâu mà tới nỗi thay đổi vận mệnh. Chỉ là có ít tiền trong tay, sống tốt hơn chút. Không cần sống nhờ làm ruộng. Sao bằng được cậu? Làm nhà giáo nhân dân rồi đấy. Trương Khắc Nam nói với tôi về tình hình của cậu cả rồi. Gia Lâm, cậu làm tốt lắm. Anh gặp Khắc Nam rồi à? Vừa đi qua. Bảo là đi họp. Bây giờ cậu ấy là trưởng phòng tiếp khách, lo liệu tối cả đám cùng ăn cơm. Vừa khéo cậu tới rồi, chúng ta cùng tụ họp đi. Bảo cậu ấy gọi cả Hoàng Á Bình nữa. Được, tôi đi gặp thầy Cảnh mượn ít tài liệu đã. Xong việc qua tìm các anh sau nhé. Được, vậy thì tới thẳng hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Tập hợp chỗ Trương Khắc Nam đi. Được, đợi cậu nhé. Trường trung học số 1 huyện Khoan Châu. Thầy Cảnh, em biết em viết bài văn này chưa đủ tốt, mong thầy phê bình và sửa ạ. Nhưng đúng là người thật việc thật, cũng là do em tự nảy ra suy nghĩ. Cao Gia Lâm, thầy thật sự rất em tiến bộ rồi. Bài văn này của em, à không, nên nói là bài văn chương phi hư cấu. Viết rất hay. Hay ạ? Hay ở đâu ạ?
Em không chỉ quan tâm mỗi bản thân nữa rồi, em bắt đầu quan tâm tới người khác rồi, quan tâm tới trẻ em nông thôn, những đứa trẻ khổ sở kia. Bài văn này của em không chỉ viết về câu chuyện của một đứa trẻ thôi học, mà còn thông qua tình cảnh của cậu bé Lương Mãn Đồn này, vạch ra hiện trạng giáo dục nông thôn hiện tại, đề ra một vấn đề xã hội khiến người ta phải cảnh tỉnh. Viết hay lắm. Thầy vừa bảo đây gọi là gì ạ? Văn chương phi hư cấu là một kiểu tản văn. Nó lấy đề tài là người thật việc thật điển hình trong cuộc sống, không có tình tiết hư cấu, viết thành tác phẩm qua bàn tay nghệ thuật. Nó mang đặc điểm của cả tin tức lẫn văn học, có thể nhanh chóng phản ánh vấn đề xã hội một cách sinh động, giống như bài Ai đáng yêu nhất mà Ngụy Nguy viết, và cả bài Mục Thanh viết, Tấm gương bí thư huyện ủy, Tiêu Dụ Lộc nữa, đều là tác phẩm kinh điển của văn chương phi hư cấu. Không ngờ em, bài văn này của em còn là văn chương phi hư cấu. Đúng, đương nhiên là vậy rồi. Hơn nữa là một bài văn chương phi hư cấu viết rất hay, thật sự rất cảm động, có thể dẫn lối cho rất nhiều suy nghĩ. Cảm ơn thầy Cảnh. Em sẽ tiếp tục viết. Viết tiếp. Thầy nhớ trước đó em cũng từng làm thơ mà, cũng phải viết tiếp. Nếu em sáng tác bằng góc nhìn đặc biệt thế này, bằng tình cảm chân thực thế này, thì Cao Gia Lâm, tương lai em sẽ có nhiều đất dụng võ đấy. Em nhớ rồi ạ.